Rồi, chào mọi người. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một cái bộ mũi khoét kim loại của hãng Total. Thì cái bộ mũi khoét này nó gồm là đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 đầu khoét ha. 10 đầu khoét. Hai cái đầu bắt vô khoét ở đây. Ha, 10 đầu khoét. Nó gồm cái đầu là 20 nè. Đầu khoét là 20 nè. 22, 25, 29, 32, 35, 50. Bên này 38, 44, 48, 50 ha. Khoét tới 50. Đó, gồm 10 đầu. Với thêm nó là 12 món chứ thêm hai cái đầu ẩn tâm đó. Đó. Giờ tôi khui cho mọi người xem ha. Thì cái bộ này nó có giá là 1 triệu mốt nha. 1 triệu mốt với kim loại nguyên bộ. Hàng Total làm rất là đẹp. Này, đựng trong cái hộp nhôm ha, in logo. Rồi, rất đẹp. Bắt đầu khui ra nha. Đây. Đây, mọi người xem ha. Đây. Mũi này thấp nhất 20 ly. Này khoét kim loại nha. Mũi thấp nhất 20. Đó. Mũi này 22. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Đó. Gồm là 2 4 6 8 10, hai đầu này nữa. Đó. Hàng công nghiệp ha mọi người ha, rất là đẹp. Đầu nói. Đó. Đầu này chúng ta gắn vô những cái máy khoan đó. Thì trên đây nó có những cái bảng hướng dẫn nè. Đó. Thép, gỗ đều được ha. Chúng ta khoét gỗ cũng được, thép cũng được. Rồi mọi người ha. Bộ này có giá 1 triệu mốt nha. Mọi người có nhu cầu liên hệ tôi số điện thoại trên màn hình ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Xin chào.